Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn như tiêu đề, đó chính là dát vàng trên điện thoại của bạn. Làm thế nào? Thế hãy vào video cùng mình nhé. Ok, thì nói dát vàng cho nó hay nhưng thực ra không phải là mình đi như một số kênh khác là đem điện thoại này này tháo từng lớp vỏ một ra để phủ vàng lên đâu. Mà bạn sẽ tải cho mình một ứng dụng về. Ứng dụng này thì có cái tên na ná với như mình vừa nói ấy. Ứng dụng này sẽ cho bạn một cái lăn trơ hoàn toàn là màu vàng rất là đẹp, vàng cả óng ánh của vàng ấy, chứ không phải là cái màu vàng mà chúng ta hay nói là vàng nổi đâu. Ok, thì bây giờ để làm được các bạn hãy vào cửa hàng Play và tìm cho mình ứng dụng có tên là Trình Chạy Bằng Vàng ở đây. Trình Chạy Bằng Vàng luôn nhá. Với cái ứng dụng này sau khi bạn dùng xong thì sẽ cảm giác như là chúng ta vừa mới phủ một lớp vàng lên trên màn hình vậy, nhìn rất là đẹp. Đấy, mình cũng đã tải về và demo rồi, test thử, sau đó thì mình mới tiến hành là giới thiệu cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cài nó lên. Nói chung là cái nhược điểm của ứng dụng này khi mình sử dụng thì mình thấy là nó còn hơi nhiều quảng cáo. Đấy là cái điều duy nhất mà mình thấy ứng dụng này. Còn về cơ bản thì giao diện thiết kế khá là đẹp, dùng cũng rất là ok. Không đến nỗi gọi là nó quá là tàu như một số cái giao diện khác. Mình không biết dùng cái từ này để mô tả hơn là cái từ trông nó rất là tàu. Ok, và như vậy là BKV Mobile Security của mình đã quét xong và báo là ứng dụng này an toàn. Các bạn yên tâm sử dụng nhé. À, ngoài ra thì có một số phần mềm của mình khi dùng các bạn thấy rằng là có thể BKV sẽ báo là có virus. Nhưng mà yên tâm là những ứng dụng mình đã chia sẻ với các bạn là mình đã dùng rồi, test, demo, ok, nên các bạn yên tâm. Rồi, đến đây các bạn nhấn cho mình, tôi đồng ý. Tất nhiên là phải đồng ý rồi, không đồng ý người ta đâu có cho mình vào. Quảng cáo nhá, tắt đi. À, đây là một cái phần gọi là tăng tốc điện thoại, mình chưa thấy tăng tốc ở đâu cả. Mình thấy là nó quét quét một lúc thôi. Chắc đây là quá trình sắp xếp lại các cái icon của mình. Đang thay đổi rồi. Đến đây các bạn sẽ chọn là Golden Launcher và chọn phần luôn chọn. Tap vào đây để cấp vị trí. Ngoài ra trong lần đầu tiên dùng ứng dụng các bạn sẽ phải cấp thêm cho nó một số quyền. Có thể ở đây của mình là đã cài cấp quyền một lần rồi nên không bị yêu cầu lại, còn các bạn có thể sẽ bị cấp quyền nhé. Ngoài ra ở đây có rất là nhiều các launcher khác để các bạn lựa chọn cái giao diện khác đấy. Còn mình thì mình dùng giao diện này thôi thì mình thấy rất là đẹp rồi. Ok, mình sẽ cho thời tiết chạy đúng không? Rồi, tạo đi. Và như vậy là sau khi cấp quyền thời tiết xong thì mình vẫn không tìm được cái vị trí của mình, chỉ có thêm một cái đồng hồ. Đó, các bạn thấy không? Nhìn rất là vàng. Gọi là dát vàng điện thoại luôn. Khi mà mình cài cái launcher lên thì mình cảm thấy rằng trông nó cũng khá là lạ mắt. Nhìn nó cũng đẹp, cả cái hình nền thế. Những cái chú bướm này bay rất là tinh tế chứ không đến nỗi nào. À, và hy vọng rằng là với cái thủ thuật này sẽ giúp các bạn có được một cái launcher đẹp hơn, mới hơn, nhìn lạ hơn trên điện thoại các bạn nhé. Và các bạn yên tâm là nó sẽ mượt mà, không tốn RAM lắm đâu. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên là ấn like và chia sẻ video cho bạn bè của mình cùng biết, cũng như đăng ký kênh của Siêu Thủ Thuật. Giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.